Đúng là cái nguyên nhân gây ung thư gan thì có rất là nhiều. Trong đó nổi cộm lên là cái vấn đề là viêm gan virus và những cái thuốc, những cái độc tố tấn công gan khi chúng ta đưa vào cơ thể bằng đường ăn uống. Rõ ràng là gan là một cái cơ quan là chịu trách nhiệm về khử độc và chuyển hóa của cơ thể. Nếu như nó bị mất những cái chức năng này hoặc là kém đi khi chúng ta thường xuyên liên tục đưa những cái chất độc tố vào thì rõ ràng là đến một cái thời điểm nhất định là nó sẽ không thể nào mà chịu được, và cái tình trạng dẫn đến một cái tình trạng viêm gan mãn tính lâu dài, dẫn đến xơ gan và dẫn đến cuối cùng là con đường là ung thư gan. Trong cái trường hợp của bố bạn, rõ ràng là bố bạn đã sử dụng thuốc Tây y lâu dài, tiểu đường, huyết áp, nhưng bố bạn lại bị viêm gan virus, lại cộng với lại hút thuốc lá và rượu bia. Mặc dù cái thời điểm này là đã bỏ thuốc lá và rượu bia, nhưng tất cả những cái tác nhân đấy nó đã có một cái quá trình rất là lâu dài rồi, và hiện tại đến thời điểm này là cái gan của bố bạn rõ ràng là đã có cái biểu hiện là viêm gan mãn tính và xơ gan. Và tất cả những cái trường hợp mà bệnh nhân viêm gan mãn tính đều là nó gây lên một cái tình trạng là cái ức chế miễn dịch ở tại cái cơ quan là gan, và nó dẫn đến một cái tình trạng là xơ gan và ung thư gan. Với trường hợp như của bố bạn thì ngoài cái việc mà bỏ thuốc, bỏ rượu thì cần phải, một cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ kiểm soát tốt cái viêm gan virus. Chúng ta sẽ cần một cái bác sĩ chuyên khoa về viêm gan kiểm soát tốt và ức chế cái virus đấy không hoạt động, thì có thể làm hạn chế cái quá trình viêm và xơ gan, làm chậm quá trình tiến triển, chứ không thể thay đổi được là trở về một cái là không không xơ gan và không viêm gan được. Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn.